Nó có hai trường hợp, một là chuyến bay từ vùng dịch về, hai là chuyến bay mà phát hiện hành khách nghi nhiễm, thì là bên khoa xử lý y tế, tức là có cái đội xử lý y tế khử trùng tàu, phương tiện tàu bay đó, thì là đây như các anh chị đã thấy thì là sẽ tiến hành lên khử trùng. Thì thứ nhất là sẽ báo với bên đại diện hãng là sẽ tiến hành khử trùng cái phương tiện đó, thì sẽ sau đó thì sẽ lên tiến hành khử trùng. Thì cái quy trình là khử trùng từ dưới, khử trùng lên, và tất cả những khu vực mà tiếp xúc và có nguy cơ cao nhất, ví dụ như là các tay nắm, các tay vịn, và thứ hai là các nhà vệ sinh và các khu vực ghế ngồi. Đối với lại việc phòng chống dịch COVID-19 thì tại sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những sân bay bận rộn nhất cả nước, thì Việt Nam Airlines đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện những cái giải pháp tiên quyết, quyết liệt để phòng chống dịch từ mặt đất đến trên không, đảm bảo tối đa sự an toàn cho tất cả hành khách. Cụ thể là dưới mặt đất thì chúng tôi tiến hành phối hợp với lại các cơ quan hữu quan tại sân bay đo thân nhiệt của hành khách trên các chuyến bay, đảm bảo xử lý kịp thời khi phát sinh những cái trường hợp khách nghi ngờ lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất.